Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thầy tên là Trần Thanh Hải. Hôm nay thầy hân hạnh hướng dẫn các em bài Cung và góc lượng giác. Cung và góc lượng giác gồm có hai phần. Phần một là mã gồm những ý đường tròn định hướng cung lượng giác. Ý thứ hai đó là góc lượng giác. Và ý thứ ba đó là đường tròn lượng giác là gì. Chúng ta đi vào chi tiết của phần một la mã. Đầu tiên thầy nhắc lại các cái định nghĩa của lớp 9. Lớp 9 thì rất là nhiều định nghĩa, nhưng chúng ta cần lưu ý hai ý sau đây. Thứ nhất đó là góc ở tâm và số đo của cung tròn. Chúng ta có góc ở tâm là góc AIB, trắng cung tròn là cung AB. Và trong hình học lớp 9, tức là hình học cũ đó, chúng ta thấy là cung AB và cung BA là như nhau. Và góc AIB và BIA là như nhau. Chúng ta có định nghĩa số đo của cung AB là số đo của góc ở tâm cùng trắng cung đó, tức là số đo của cung AB và góc AIB là bằng nhau. Cụ thể, cung AB chúng ta có cung AB bằng cung BA bằng 70 độ và cùng bằng với góc ở tâm là góc AIB hoặc BIA là 70 độ. Đó là như nhau. Ở lúc này trở đi, thầy và các em sẽ gọi đó là cung AB, và góc ở tâm thì chúng ta chỉ gọi là góc cho dễ theo dõi. Chúng ta đi vào chi tiết phần thứ nhất. Một nhỏ, đường tròn định hướng và cung lượng giác. Người ta định nghĩa đường tròn lượng giác khác cái đường tròn lúc chúng ta học ở lớp 9, đó là có hướng. Hướng đó quy định như thế nào? Đường tròn định hướng là một đường tròn mà trên đó chúng ta chọn một chiều chuyển động là chiều dương và chiều ngược lại là chiều âm. Quy ước người ta chọn chiều ngược kim đồng hồ là chiều dương và chiều theo kim đồng hồ là chiều âm. Cung tròn, cung lượng giác trên một đường tròn định hướng, tức là trên cái đường tròn đã định hướng rồi, thì chúng ta lấy hai điểm C và D, thì khi đó chiều từ C đến D được gọi là chiều dương. Và cái cung CD này chúng ta phải ký hiệu có móc mũi tên, và điểm đầu là điểm C và điểm cuối là điểm D. Một cung từ C đến D sẽ khác cung từ D đến C. Lúc này nó khác biệt nhau rồi, không còn giống như ở lớp 9 cung CD và cung DC là giống nhau. Chúng ta sang phần góc lượng giác. Khi cho chúng ta một cung lượng giác CD, tức là gì? Đó là cung hướng từ C đến D, từ C đến D trên hình ảnh. Thì lúc này góc ở tâm tương ứng mà thầy nhắc hồi đầu đó, đó là góc ở tâm sẽ là COD, là góc ở tâm. Thì đó là góc lớp 9. Còn góc lớp 10 chúng ta sẽ ghi là gì các không? Góc tạo bởi tia OC và tia OD. OC viết trước, OD viết sau, nghĩa là có hướng từ OC đến OD. Nó vẽ nên góc COD là góc ở tâm, mà chúng ta sẽ gọi với nhau là góc lượng giác. Thì lúc này chúng ta sang phần ba la mã, ba nhỏ, đó là đường tròn lượng giác. Thế nào là đường tròn lượng giác? Đường tròn lượng giác có ba ý chính sau đây. Ý thứ nhất, đường tròn này phải được vẽ trên mặt phẳng tọa độ OSI. Các bạn thấy là trên mặt phẳng OSI. Và nó là một đường tròn định hướng, tức là có chiều dương là chiều ngược kim đồng hồ và bán kính bằng 1. Đường tròn được vẽ trên hệ trục OSI, có hướng và bán kính bằng 1. Ý tiếp theo đó là đường tròn này sẽ cắt hai trục tọa độ tại 4 điểm. 4 điểm đó lần lượt là điểm A tọa độ 10, điểm B tọa độ 01, điểm A phẩy tọa độ -10 và điểm B phẩy tọa độ 0-1. Ý tiếp theo đó là ta sẽ lấy điểm A 10 làm điểm gốc của đường tròn này, tức là chúng ta phải tính từ A bắt đầu tính đi. Ví dụ A tới B là 90 độ, tiếp tục A tới A phẩy là 180 độ, đó là chiều dương.
A tới B phẩy là trừ 90 độ, A đến A phẩy là trừ 180 độ, nó theo chiều âm, đó là chiều kim đồng hồ. Và đường tròn xác định như hình vẽ trên và những ý mà thầy đã gợi thì đó được gọi là đường tròn lượng giác, điểm góc là điểm A. Vậy là chúng ta đã học xong phần một La Mã, cung và góc lượng giác. Các em nhớ theo dõi lại phần video này thật là nhiều lần để không lẫn lộn các khái niệm. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các em ở phần tiếp theo của bài góc và cung lượng giác.